Hello class, welcome to our class. Thầy chào tất cả các em, chào mừng các em đã đến với tiết học tiếng Anh của thầy. Before starting our class today, I would like you to enjoy this activity. Và trước khi vào bài học ngày hôm nay, thầy muốn các em cùng tham gia với thầy hoạt động sau đây. Và trong trò chơi này, thầy muốn các em hãy tìm ra những cặp chữ số giống nhau. Ok, now let's find. Number one, E, no, A, no, C, no, D, very good. We have the first pair correct. Now next, number five is number 20. So way 20, A, very good, correct. Next number, number 3, 9. Where's 9? Is it B? Very good, right. Number 2, which number? 6, so where's 6? E, right. And the last one, number 4 is number 12. And we have C, correct, very good. Và trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học liên quan tới những con số từ số 0 tới số 9 các em nhé. Unit 2, Personal Information. Chúng ta sẽ học bài số 2, Lesson 1, A1, 2 and 3. Thông tin cá nhân. And here we have new words. First, now look at the picture. What is she doing? Right. It calls somebody. So we have the words call somebody. What does this mean? Very good. Gọi điện cho ai. Now listen and repeat. Call somebody. Right. Get the next picture. What it is? The book and the telephone. Yes, it's telephone directory. What does this mean? Very good. Danh bạ điện thoại. Now listen and repeat. Telephone directory. Right. Các em cùng ghi bài các em nhé. We have other words. Okay, personal. What does this mean? Thuộc về cá nhân. Now listen and repeat. Personal. Very good. Next word. Listen and repeat. Information. Nghĩa là thông tin. Other words, personal information. Nghĩa là thông tin cá nhân. Excuse me. What does this mean? Xin thứ lỗi. Chúng ta sử dụng cụm từ này trước khi chúng ta muốn làm điều gì đó. Next word. It's a verb. Yes, call. Now listen and repeat. Call. Gọi điện thoại nhé. Next word. Good, double. Now listen and repeat. Double. Nghĩa là gấp 2 hoặc gấp đôi. Và chúng ta sử dụng từ này để nói về hai con số giống nhau. Next. Will. What does this mean? Sẽ. Và trong bài học hôm nay chúng ta sẽ gặp từ will. Will nghĩa là sẽ. Em nhé. Now listen again. Personal. Information. Personal information.
Excuse me. Call. Double. Will. Các em cùng ghi bài cho thầy nhé. Have you finished? Okay, let's move on a part. Before you listen, you have to answer these questions. Trước khi chúng ta vô bài nghe, chúng ta hãy cùng trả lời những câu hỏi của thầy sau đây. Number one, do you often talk with someone on the phone? Bạn có thường nói chuyện với người nào đó trên điện thoại không? Number two, do you know the questions asking for the phone number? Bạn có biết câu hỏi để hỏi số điện thoại không? Number three, do you know how to give your telephone number to others? Bạn có biết cho số điện thoại của bạn cho người khác không? Qua ba câu hỏi này, thầy và các em sẽ cùng trả lời và đi vào bài học ngày hôm nay các em nhé. A telephone numbers. A1, read telephone directory. Chúng ta cùng nghe bài đọc về danh bạ điện thoại các em nhé. Now listen. Unit 2, personal information. A, telephone numbers. 1, read telephone directory. Nguyễn Duy Ái. 8531701. Đào Văn An. 7345610. Phạm Thạch Anh. 8251654. Phạm Việt Anh. 8269561. Lê Xuân Ba. 6351793. Phạm Thành Bá. 5267117. Phạm Công Bảo. 7821652. Nguyễn Văn Bảo. 8521936. Đinh Thị Băng. 9259288. Phan Quý Bằng. 8237041. Vũ Thành Bất. 6275564. Nguyễn Văn Bé. 8250514. Bùi Ngọc Bích. 8231236. Rồi các em đã được nghe bài đọc. Người ta đã đọc tên số điện thoại trong một cái danh bạ theo danh sách tên của từng người, đúng không các em? Và chúng ta nghe người ta đọc số điện thoại rất là chậm, từng số một. Hy vọng rằng qua bài đọc này, các em sẽ nắm vững được những con số từ số 0 đến số 9 để chúng ta biết cách đọc số điện thoại của người khác các em nhé. Here we have many numbers in telephone directory. Now listen again. Bây giờ các em hãy nghe thầy đọc lại nhé. A211 A00.
8531701 7345610 8251654 8269561 6351793 5267117 7821652 8521936 9259288 8237041 6275564 8250514 8231236. Trong cách đọc số điện thoại này, thầy hướng dẫn thêm các em một cách đọc nữa. Thay vì thầy đọc 8211800 thì thầy có thể đọc hai số gần nhau giống nhau như sau: 8211800. Các em nhớ cách đọc này nhé. Bởi vì nhiều khi người nước ngoài người ta đọc hai số gần nhau, người ta sử dụng double chứ người ta không đọc từng số một lặp lại. Do đó các em cũng cần phải biết cách đọc theo kiểu hai số gần nhau dùng từ double. Vậy thầy xin mời một bạn đọc cho thầy một trong những số điện thoại trên đây có hai số gần nhau. Ok, you. Very good. 9259288. Thank you. Ok, next. Who else? Ok, you please. Very good. 6275564. Who else? Ok, you. Excellent. 5267117. Chúng ta cùng qua phần khác các em nhé. Next move, other part. Okay, now listen and write the telephone numbers. Chúng ta hãy cùng nghe và viết lại số điện thoại. Bây giờ các em hãy chuẩn bị cho thầy mỗi bạn một tờ giấy và một cây viết để chúng ta cùng nghe và viết đáp án về số điện thoại các em nhé. Bạn nào viết số điện thoại đúng như đáp án của thầy, bạn đó sẽ được điểm cộng. Are you ready? Okay, let's start. 2. Listen and write the telephone numbers. A. 8251654. Các em cùng ghi nào. Okay, next telephone number. B. 8250514. Have you finished? Okay, next. C. 8521936. Have you done? Great. Chúng ta hãy cùng qua số điện thoại kế tiếp các em nhé. D. 8351793. Have you finished? Okay. Next. E. 8237041. Okay, next telephone number. F. 8821652. Have you written this telephone number? Okay, very good. Và
Và bây giờ thầy sẽ cho các em nghe một lần nữa và thầy sẽ không dừng. Các em có thể nghe và sửa lại. Nếu chúng ta chưa nghe được rõ con số thì chúng ta có thể làm lại hoặc sửa lại những gì chúng ta đã được nghe ở lần đầu. Let's start. 2. Listen and write the telephone numbers. A. 8251654. B. 8250514. C. 8521936. D. 8351793. E. 8237041. F. 8821652. Okay, have you done? Very good. Now let's check your answer. Bây giờ thầy sẽ cùng kiểm tra đáp án của các em, xem có giống của thầy không nhé. Nếu bạn nào đúng, thầy sẽ ghi nhận và cộng điểm cho bạn đó. Here. A. B. C. D. E. F. Okay. Well done. Bây giờ các em hãy ghi bài vô cho thầy các em nhé. Vừa rồi các em đã được thực hành kỹ năng nghe về những con số để viết lại số điện thoại của một người nào đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng qua phần kế tiếp. Next move, other part. Now listen to the dialogue. Chúng ta hãy cùng nghe đoạn đối thoại giữa hai nhân vật Lan và Hòa để xem họ nói gì với nhau các em nhé. Three. Listen. Excuse me, Hua. Yes, Lan? What's your telephone number? 8262019. Thanks. I'll call you soon. Listen again. 3. Listen. Excuse me, Hua. Yes, Lan? What's your telephone number? 8262019. Thanks. I'll call you soon. Rồi vừa rồi các em vừa nghe xong đoạn đối thoại giữa hai nhân vật là ai vậy các em? Đúng rồi, đó là bạn Lan và bạn Hòa. Họ đã nói với nhau như thế nào? Bạn Lan đã xin bạn Hòa số điện thoại phải không? Và bạn Hòa đã cho bạn Lan số điện thoại. Và bạn Lan cảm ơn bạn Hòa. Và bạn Lan sẽ nói là sẽ gọi điện lại cho bạn Hòa. Và chúng ta thấy từ việc chúng ta nghe những con số, nghe được số điện thoại của người khác, để đến phần này chúng ta được áp dụng vào trong cuộc đối thoại. Vậy chúng ta cần phải biết vận dụng câu nói trong tiếng Anh để hỏi số điện thoại của bạn mình như thế nào. Now let's check your conversations. Chúng ta hãy cùng kiểm tra lại cuộc nói chuyện vừa rồi các em nhé. Đầu tiên bạn Lan sẽ làm gì? Excuse me, Hòa. Vậy bạn Hoa trả lời làm sao? Yes, Lan. Rồi bạn Lan trả lời thế nào nữa nào? What's your telephone number? Và bạn Hoa liền trả lời làm sao? Bạn Hoa cho bạn Lan số điện thoại của mình. Và cuối cùng, bạn Lan cảm ơn bạn Hoa và nói sẽ gọi điện cho bạn Hoa sớm nhất có thể. Vậy qua đoạn đối thoại này mặc dù rất là ngắn nhưng chúng ta cố gắng vận dụng cho thầy để biết cách hỏi số điện thoại. Và qua đoạn đối thoại này, chúng ta học được hai cấu trúc ngữ pháp sau đây. Model sentences. What's your telephone number? 8262019.
Qua câu ví dụ của thầy trong đoạn đối thoại, chúng ta nhớ ta dùng câu hỏi này để hỏi số điện thoại của một người nào đó. Ta có thể thay thế do bằng his hay her hay names sở hữu cắt các em nhé. Và số điện thoại chúng ta có thể đọc như sau: 826-2019. Zero chúng ta có thể đọc là O các em nhé. Các em cùng ghi bài cho thầy. Ok, have you finished? Let's move on the part. Vậy ngữ pháp đầu tiên chúng ta học trong bài này đó là asking and answering about phone numbers. Hỏi và đáp về số điện thoại. Và chúng ta nhớ công thức của nó. Was sẽ cộng với sở hữu tính từ, sẽ cộng với lại telephone number hoặc là phone number. Sở hữu tính từ sẽ cộng với telephone number is là cách để trả lời, cộng với số điện thoại của người muốn cho các em nhé. Chúng ta có thể sử dụng từ thay thế đó là is. Các em hãy cùng ghi bài cho thầy các em nhé. Now, let's move on to grammar. Simple future tense thì tương lai đơn. Trong đoạn đối thoại vừa rồi, chúng ta thấy có một câu ví dụ sau đây. I will call you soon. He will come back soon. Trong hai câu ví dụ, thầy dịch như sau. Tôi sẽ gọi điện cho bạn sớm có thể. Anh ấy sẽ sớm trở lại. Từ câu ví dụ của thầy, thầy có công thức của thì tương lai đơn như sau. Chủ từ sẽ cộng với lại will và cộng với lại verb nguyên mẫu. Will chúng ta dịch là sẽ các em nhé. Và trong thể phủ định của nó, not sẽ được đứng đằng sau will. Và động từ chia vẫn ở nguyên mẫu. Và trong câu hỏi, will sẽ được đưa lên đầu đứng trước chủ từ. Và động từ vẫn chia ở dạng nguyên mẫu. Các em nhớ luôn cho thầy, will not được viết tắt là won't. Cách sử dụng của nó như thế nào đấy? Thứ nhất, thì tương lai đơn sẽ diễn tả một sự việc sẽ hoặc sắp xảy ra trong tương lai. Thì tương lai đơn diễn tả một lời hứa, một lời chúc hoặc một niềm hy vọng. Khi đó, trong câu thường có trạng ngữ thời gian như là tomorrow, soon, next, this cộng với ngày hoặc là tháng. Hoặc câu bắt đầu bằng những cụm từ I hope, I'm sure, I promise. Các em cùng ghi bài cho thầy các em nhé. Thầy sẽ đi vào sâu hơn thì này trong bài kế tiếp các em nhé. Have you finished? Các em đã viết bài xong chưa? Bây giờ thầy và các em cùng qua phần kế tiếp các em nhé. Now we have practiced. Chúng ta hãy cùng thực hành những gì chúng ta đã học trong bài học ngày hôm nay với phần A1, read. What is Anne's telephone number? Yes. 7345610. So what is Anne's telephone number? You please. Right. 8251654. What is Bud's telephone number? Very good. 6275564. What is Bell's telephone number?
Very good. 8521936. Vậy là thầy và các em vừa thực hành mẫu câu về đọc số điện thoại trong danh bạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng qua phần kế tiếp các em nhé. Các em hãy về luyện tập thêm tại nhà. Now practice A2. Complete the table. Here we say and we write. Ở đây thầy có hai cột. Chúng ta nói là chúng ta sẽ đọc tên con số điện thoại. And we write là chúng ta viết, là chúng ta viết ra bằng từ tiếng Anh. Thầy cho các em 2 phút để hoàn thành bài này các em nhé. Let's start. Các em sẽ hoàn thành bài này vào trong vở. Now let's move on to part 3. Và đây là một cuộc khảo sát. Chúng ta vận dụng kiến thức ngày hôm nay chúng ta đã học về tên, về địa chỉ, nơi chốn và về số điện thoại. Đó tức là thông tin cá nhân của một người nào đó. Các em sẽ cùng hỏi một vài bạn của mình về tên, về địa chỉ và về số điện thoại của bạn mình. Mỗi bạn ít nhất làm cho thầy 2 bạn. Phần này các em cũng thực hành tại vở. And now let's relax. Chúng ta hãy cùng thư giãn qua bài luyện tập trách nhiệm của thầy sau đây. Choose the correct sentence. Okay, A. Which one is correct? Very good. It's B. Where is she from? Go B. Which question is correct? Right. The answer is A. What's her name? Go C. Which sentence is correct? Good job. A. She will be here. Go D. Which question is correct? Excellent. Will she come here? Is the answer is A. Go E. Which sentence is correct? Very good. The answer correct is B. She lives in a flat. How about go F? Right. The correct answer is A. Where will you have friends? G. Which one is correct? Very good. A. Vũ is 14 years old. H. Which one is correct? Very good. B. Than lives with her sister. Câu I. Which one is correct? Good job. A. I will be an engineer. And the last one, which one is correct? Excellent. A. Can I speak to her? Các em hãy cùng ghi bài cho thầy các em nhé. Và trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, thì thầy muốn các em cùng với thầy xem một đoạn video sau đây. Let's watch video. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, jump. 6, 7, 8, 9, 10, jump. 1, 2, 3, 4, 5, jump. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, jump. 6, 7, 8, 9, 10, jump. 1, 2, 3, 4, 5, jump. 6, 7, 8, 9, 10.
Qua đoạn video vừa rồi, thầy muốn gửi đến các em thông điệp gì các em biết không? Đúng rồi, thầy muốn các em hãy đọc to rõ những con số thật và chính xác để chúng ta có thể hỏi về số điện thoại của người khác cũng như trả lời cho người khác biết về số điện thoại của mình nếu người đó muốn xin. Và trong bài học này, thầy xin được tóm gọn lại kiến thức như sau. Thứ nhất, chúng ta biết cách đọc về những con số điện thoại. Thứ hai, vận dụng những con số điện thoại để chúng ta biết hỏi và xin số điện thoại của người khác. Thứ ba, chúng ta học mẫu câu trong thì tương lai để nói về việc sẽ xảy ra một cách tức thời trong tương lai. Và trong tiết học ngày hôm nay, thật rất là vui vì các em đã tham gia hoạt động thật là sôi nổi với thầy. Homework. Learn by heart new words and the form. Ask an answer about the phone number. Rewrite the survey in your notebook. Repair A4, A5. Bài tập về nhà, chúng ta nhớ học từ vựng trong bài học ngày hôm nay cho thầy. Hỏi và trả lời về số điện thoại. Viết cuộc khảo sát vào trong vở của mình và chuẩn bị phần A4, A5 trong bài học kế tiếp các em nhé. Okay, it's time to say goodbye. And thank you for your attention. Best wishes for you. Thầy chào tất cả các em. Hẹn gặp các em trong tiết học tới. Bye bye.